Này xá lợi tử, vì pháp không quên mất rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối, vì tánh luôn luôn xả rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này xá lợi tử, vì trí nhất thiết rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này xá lợi tử, vì tất cả pháp môn đà la ni rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Vì tất cả pháp môn tam ma địa rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối này xá lợi tử, vì quả dự lưu rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối, vì quả nhất lai bất hoàn, A-la-hán à rốt giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này xá lợi tử, vì quả vị độc giác rút giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này xá lợi tử, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát rút giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối. Này xá lợi tử, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rút giáo thanh tịnh, nên nói sự thanh tịnh ấy không chuyển đổi, không tiếp nối.